Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng cán bộ, nhân dân thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ. Người dân treo cờ rủ sớm tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư tỉnh ủy kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa bão. Ngập úng cục bộ tại khu vực công viên Nam Hòa. Các địa phương tập trung khắc phục ảnh hưởng của mưa úng. Nghĩa tình của các cựu quân nhân tình nguyện Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến về thăm tỉnh Hưng Yên vào ngày 10 tháng 11 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, thăm và làm việc nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân thị xã Mỹ Hào. Hơn 10 năm đã trôi qua, hình ảnh cũng như lời chỉ đạo dặn dò của Tổng Bí thư vẫn luôn được khắc ghi trong lòng mỗi cán bộ và người dân địa phương. Ông Phạm Văn Ba, nguyên là bí thư Đảng bộ xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, nay là phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, là một trong những người có mặt trực tiếp tại buổi làm việc của Tổng Bí thư với thị xã Mỹ Hào và phường Nhân Hòa cách đây hơn 10 năm, xúc động nhớ lại. Ngày đó, sau khi nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội chung và tiến độ xây dựng nông thôn mới của địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần chỉ đạo dặn dò rất tâm huyết với tập thể cán bộ địa phương, đó là phát triển nhanh phải gắn liền với bền vững, mà muốn bền vững phải lấy dân làm trung tâm, phải xây dựng thế hệ trẻ có tâm, có kiến thức và muốn đột phá về kinh tế nhất định phải ổn định được chính trị. Đồng chí căn dặn rất nhiều điều. Cái thứ nhất là phải xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cái thứ hai là xây dựng và phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo bền vững. Cái thứ ba và đặc biệt là đồng chí nhấn mạnh là phải xây dựng phát triển kinh tế phải gắn liền với việc xây dựng con người Việt Nam văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Với cương vị là một đồng chí bí thư đảng bộ, tôi đã quán triệt và tuyên truyền với cái lời dặn của Bác tới tất cả đảng bộ và nhân dân trong xã, đặc biệt là tới các cái chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân. Với cựu chiến binh Trương Mạnh Dũng là người vinh dự được Tổng Bí thư và đoàn công tác về thăm, khi đó gia đình ông Dũng là hộ phát triển kinh tế tiêu biểu của địa phương với mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ khu ruộng trũng cây lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi ba ba cho hiệu quả kinh tế cao. Hình ảnh giản dị, gần gũi và những lời dặn dò của Tổng Bí thư luôn sống mãi trong lòng ông Dũng nói riêng và nhân dân nói chung. Bác bảo là mình là về cựu chiến binh rồi thì cố gắng phát triển kinh tế rồi bảo ban các con cháu để làm sao mà cùng dắt tay nhau phát triển kinh tế, đoàn kết và làm nhiều việc tốt cho xã hội. Bác tặng 4 túi kẹo rồi, thế là tôi để dành đến sáng mùng 1 Tết là tôi mừng tuổi cho mỗi đứa một cái kẹo. Đây là quà của bác Trọng. Về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, Tổng Bí thư rất xúc động trước sự phát triển mạnh mẽ của địa phương này. Tại đây, Tổng Bí thư nhấn mạnh, dân có giàu thì nước mới mạnh, mà khi nước đã mạnh thì người dân lại có nhiều cơ hội làm giàu, và muốn vậy nhất định phải giữ gìn, phát huy được tinh thần đoàn kết một lòng. Tại đây, Tổng Bí thư đã trồng cây đa lưu niệm tại nhà văn hóa thôn Trai Trang. Bác căn dặn toàn dân đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp để làm đầu tàu cho huyện Yên Mỹ. Bác nói những câu hết sức đơn giản nhưng hết sức sâu sắc để giáo dục thế hệ con cháu. Bác dặn là đã trồng cây cũng như là trồng người phải chăm nom và cho cây ngày càng xanh tốt. Những lời chỉ đạo dặn dò của Tổng Bí thư sau đó đều đã được các địa phương hiện thực hóa. Cụ thể, chỉ sau hơn một năm Tổng Bí thư về thăm và làm việc, Nhân Hòa được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2019, huyện Mỹ Hào được công nhận là thị xã và là một trong những điểm sáng về kinh tế, xã hội của tỉnh. Tương tự như vậy, thị trấn Yên Mỹ phát triển mạnh là đơn vị đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội ở huyện Yên Mỹ. Bằng tất cả niềm kính yêu vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân. Những ngày này chưa đến quốc tang, nhưng nhiều gia đình ở tỉnh Hưng Yên đã treo cờ rủ trước nhà để tỏ lòng thương tiếc
kính tiễn Tổng Bí Thư rời xa cõi tạm. Dù chưa có cơ hội được gặp Tổng Bí Thư, nhưng qua các phương tiện truyền thông đại chúng, ông Chính, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ biết Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người sống giản dị, cần kiệm, liêm chính, gần gũi với nhân dân. Khi nghe tin Tổng Bí Thư mất, cả gia đình ông từ người già đến trẻ nhỏ đều rất thương xót, nên đã trao cờ rủ thể hiện sự thành kính, tiếc thương đối với Tổng Bí Thư. Bác Trọng đã làm được rất nhiều những cái việc mà dân hết lòng ủng hộ. Bác mất, các cái gia đình ở dọc các cái tuyến này cũng đều treo cờ rủ sớm hơn so với lại cái lễ tang. Có những gia đình treo từ ngày 20 để tưởng niệm bác. Tiếc thương sự ra đi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, bà Cậy ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã đi nhiều cửa hàng để tìm mua bằng được giải băng đen gắn vào lá cờ Tổ quốc treo trước nhà. Chị Diễm, con dâu bà Cậy, còn có kế hoạch sẽ lên thủ đô Hà Nội trực tiếp đến dự lễ viếng. Bởi Tổng Bí Thư mất đi cũng giống như gia đình chị vừa mất đi một người thân trong nhà. Ngày nào cũng mở tin ra để xem và xúc động, cảm giác như là mất một người thân. Kế hoạch của gia đình là mấy anh em trong gia đình sẽ lên viếng bác. Tấm lòng của bác nó thể hiện gần gũi dân, lo cho dân thực sự. Đấy, và tấm lòng của bác đúng là như là một người cha của gia đình, lo cho con cháu của mình thực sự. Nhưng tôi xúc động cho đây. Người dân khu phố chúng tôi cũng treo cờ rủ để tưởng nhớ tới Tổng Bí Thư. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Dù Tổng Bí Thư đã về với thế giới người hiền, nhưng trong lòng dân tộc, trong trái tim của mỗi người dân, ông vẫn còn sống mãi. Hình ảnh những lá cờ Tổ quốc gắn giải băng đen được treo từ các cơ quan, công sở đến các hộ gia đình, khu dân cư đã phần nào thể hiện được tình cảm dạt dào, xúc động, sự đồng lòng và tri ân sâu sắc của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng với vị Tổng Bí Thư đáng kính. Để tưởng nhớ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, sáng nay tại chùa Hoàng Xá, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã tổ chức lễ cầu siêu trước di ảnh Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trước buổi lễ, Đại đức Thích Minh Thông, trụ trì chùa Hoàng Xá đã đọc thư chia buồn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Thư chia buồn nhấn mạnh Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là một trí tuệ lớn, nhà lý luận, lãnh đạo kiệt xuất trong thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn gần gũi sâu sát với nhân dân, là tấm gương tiêu biểu cho mẫu người cộng sản chân chính, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trước đó 2 ngày, khu nhà linh của chùa cũng đặt bàn thờ để người dân Phật tử tới viếng Tổng Bí Thư. Lễ cầu siêu diễn ra trong gần 1 giờ. Theo Đại đức Thích Minh Thông, việc tổ chức cầu siêu được thực hiện theo đúng nghi lễ Phật giáo như một cách bày tỏ lòng thành tri ân những đóng góp cho đất nước của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Khu vực tưởng niệm Tổng Bí Thư tại chùa mở cửa trong 2 ngày quốc tang, tạo điều kiện cho người dân đến thắp hương tưởng niệm. Trong Đạo Phật đã nói thì trong cái tứ trọng ân có cái ân mà Đức Phật nói rất rõ là ân Tổ quốc và ân các vị quốc gia xã tắc dân tộc. Thì mình có được cái cơm no áo ấm ấy, có ngày hôm nay thì mình cũng nhờ một công lao to lớn của các vị lãnh đạo Đảng nhà nước đã hy sinh cho Tổ quốc cho dân tộc. Thì cái buổi cầu siêu buổi sáng ngày hôm nay thì chứa đựng trong cái tấm lòng của với cá nhân tôi và đồng bào Phật tử luôn luôn là để cầu nguyện chư Phật gia hộ cho anh linh của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục để hộ quốc an dân. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 6 giờ 57 phút đến 8 giờ 15 phút sáng mai, ngày 25 tháng 7 năm 2024, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ tổ chức tiếp sóng trực tiếp lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 2 tại các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ và thị xã Mỹ Hào. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng một số sở, ngành, địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã kiểm tra công tác tiêu úng và vận chuyển hành khách tại một số trạm bơm và bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Khoái Châu. Qua thống kê rà soát của huyện, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 đã có trên 300 ha diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 gây ra. Trong đó, diện tích lúa bị ngập úng cục bộ là trên 100 ha, diện tích cây ăn quả bị úng cục bộ là khoảng 200 ha, tập trung chủ yếu tại các xã Việt Hòa, Hồng Tiến, Đại Tập, Hàm Tử. Kiểm tra thực tế công tác tiêu úng tại trạm bơm Nghi Xuyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Khoái Châu huy động tối đa về nhân lực, vật lực, lấy lực lượng dân quân tại các địa phương làm nòng cốt, khẩn trương khơi thông các điểm ngập úng cục bộ, mở hướng thoát nước từ các ruộng
khắc phục ảnh hưởng ngập úng diện tích lúa và hoa màu, tiến hành trục vớt, khơi thông rác trên các tuyến sông thoát nước. Đồng chí yêu cầu kiểm tra các điểm thoát nước tại các dự án giao thông đang thi công trên địa bàn. Kiểm tra tại bến phà vận chuyển hành khách ngang sông tại bến phà xã Đông Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các chủ phương tiện, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đò phà ngang sông tuyệt đối đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như an toàn về phương tiện khi sang sông, tuân thủ đúng nội quy, quy định về vận chuyển hành khách qua sông. Đồng chí đề nghị lực lượng công an thường xuyên tăng cường kiểm tra hoạt động bảo đảm an toàn tại các bến đò phà ngang sông trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra tại dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần, Vũ Xá tại thị xã Mỹ Hào, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu thị xã tập trung lực lượng tổ chức phương án 4 tại chỗ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản, huy động tối đa lượng máy bơm dã chiến để bơm nước đọng từ khu vực đồng ruộng ra ngoài. Các tuyến đường giao thông khi thi công đề nghị phải trả lại đường kênh thoát nước không để ngập úng. Kiểm tra tiêu úng tại trạm bơm Triều Dương của huyện Tiên Lữ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện khắc phục khó khăn, huy động tối đa các máy bơm dã chiến cơ động bơm đẩy ra các kênh chính, phối hợp với Sở Nông nghiệp chủ động điều tiết nước tại các địa phương cũng như hỗ trợ về nguồn lực máy bơm dã chiến. Trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, dự báo vẫn còn tiếp tục mưa to với lượng mưa lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các địa phương tập trung cao độ huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 2, đồng thời chủ động không bất ngờ trước những đợt bão kế tiếp. Cùng với đó, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, có phương án chỉ đạo tuyên truyền các địa phương và người dân nhanh chóng gieo cấy bổ sung tại các diện tích lúa đã thiệt hại do mưa úng. Tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay, ngày 24 tháng 7, lượng mưa đo được trên địa bàn thành phố Hưng Yên đạt gần 270 mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường nội thị, đặc biệt là khu vực các tuyến đường quanh công viên Nam Hòa, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Đây là hình ảnh các tuyến đường Lê Lai và Đoàn Thị Điểm cạnh công viên Nam Hòa vào lúc hơn 8 giờ sáng nay, 24 tháng 7. Mặc dù mưa đã ngớt hàng giờ đồng hồ trước đó, nhưng đường vẫn bị ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Một số phương tiện qua khu vực này đã bị chết máy. Sáng tôi đến là coi như có một ô tô chết máy ở chỗ ngã tư. Theo ghi nhận, việc tiêu thoát nước tại khu vực này diễn ra khá chậm. Đến khoảng 15 giờ chiều, tại cổng công viên Nam Hòa, phía đường Lê Lai vẫn còn ngập úng, có chỗ sâu hàng chục cm. Được biết, nguyên nhân của tình trạng ngập úng nặng tại khu vực này là do nước mưa ở các tuyến phố của thành phố Hưng Yên dồn về hồ điều hòa công viên Nam Hòa quá lớn, nước hồ đầy tràn cả ra tuyến đường xung quanh. Nguyên nhân ngập úng nặng nhất đến bây giờ là do cái lượng mưa nó quá lớn và kéo dài trong vòng mấy ngày liền. Quá trình tiêu úng cái hệ thống hiện tại của thành phố không đủ được cái khả năng tiêu thoát, dẫn đến cái tình trạng ngập úng kéo dài. Anh em trong công ty cũng như tổ phản ứng nhanh thì đã thực hiện khơi thông toàn bộ các cái cửa thu hố ga. Hiện nay là xí nghiệp chúng tôi đã bơm trạm bơm Bảo Khê với tổng số 6 số máy và các trạm cửa ga An Vũ, Hồng Lam, Tân Hưng. Hiện nay là xí nghiệp đang vận hành hết công suất. Nếu không có những giải pháp hữu hiệu thì tình trạng ngập úng khu vực này khi có mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra, gây khó khăn cho lưu thông cũng như mất vệ sinh đô thị, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong các ngày từ 22 tới 24 tháng 7, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to kéo dài. Mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, khiến một số diện tích cây trồng bị ngập úng cục bộ. Trước tình trạng đó, các địa phương đang khẩn trương tập trung khắc phục tình trạng mưa úng. Mưa lớn kéo dài đã làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân, gây ngập úng cục bộ cho hơn 600 ha rau màu, cây ăn quả, lúa, cây giống trên địa bàn huyện Quái Châu, tập trung ở các xã Hàm Tử, Đại Tập, Tân Dân. Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã thị trấn khẩn trương hướng dẫn nông dân thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của ngập úng như sử dụng các loại máy bơm nước, khơi thông dòng chảy. Bên cạnh đó, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang đã huy động tối đa công suất của các trạm bơm tiêu úng để bơm tháo nước trên ruộng, chủ động gạn tháo nước đệm trên các sông trục. 6 giờ sáng thì tôi ở nhà, tôi bắt đầu lên thì cánh đồng gần như là ngập hết. Tôi đã huy động vợ con và gia đình đào cống xẻ rãnh để cho nước thoát ra ngoài mương. Và lúc đó là xã cũng bắt đầu ra là dùng máy múc là khơi thông cống rãnh. Thì đến tầm độ 90 giờ sáng nay thì bắt đầu nước đã rút được khoảng tầm 50 đến 60%. Thì trên địa bàn xã là hiện nay là ngập trên 100 hectare. Các cây giống, cây ăn quả của bà con. Ủy ban xã đã tổ chức nạo vét một số tuyến kênh tiêu chính của xã và hiện nay thì do cái ngập úng thì đã phát hiện một số cái điểm ách tắc và tổ chức cái lực lượng giải tỏa. Tại Ân Thi, công tác phòng chống bão số 2 được triển khai từ sớm. Tuy nhiên trong những ngày qua,
trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn, làm trên 520 hectare lúa, cây ăn quả, rau màu tại những xã vùng trũng bị ngập úng cục bộ. Huyện Ân Thi đang huy động 100% trạm bơm tiêu úng để kịp thời tiêu thoát nước, giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp và giảm bớt ảnh hưởng tới dân sinh. Chỉ đạo anh em là trực úng 24/24, chạy máy hết công suất, phối hợp cùng với địa phương. Những chỗ nào ách tắc dòng chảy là cùng phối hợp để khai thông dòng chảy cho thất thoát nước cho bà con, không bị úng chỗ nào cục bộ. Theo tổng hợp của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Hưng Yên, do ảnh hưởng của bão số 2, lượng mưa trên địa bàn toàn tỉnh trung bình 209mm, trong đó nơi cao là thành phố Hưng Yên gần 270mm, thấp là huyện Văn Lâm 85mm. Mưa lớn đã làm cho khoảng gần 3.000 hectare lúa và hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng cục bộ. Các đơn vị đã huy động trên 100 trạm bơm với 374 máy bơm hoạt động tiêu nước. Hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang phối hợp khẩn trương thực hiện các biện pháp để khắc phục mưa bão, đặc biệt là những diện tích cây trồng bị ngập nước, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc bảo vệ cây trồng sau mưa bão. Chiều ngày 23 tháng 7, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 2, triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì phiên họp. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 đạt hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, tăng gần 95,7 tỷ đồng so với ngày 31 tháng 3 năm 2024. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,015% trên tổng dư nợ. Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đề nghị thời gian tới, các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng Quản trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tốt việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn đảm bảo việc bình xét cho vay đúng đối tượng, có biện pháp hiệu quả để phòng ngừa và xử lý nợ quá hạn, triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách, về gương điển hình tiên tiến thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách. Thưa quý vị và các bạn, với bản chất cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, với tình cảm nồng nàn của người lính, về với cuộc sống thường nhật, những người lính trong đoàn quân tình nguyện giúp đỡ nhân dân Campuchia đánh đổ tàn quân diệt chủng Pol Pot năm xưa lại tìm đến với nhau để ôn lại kỷ niệm một thời khói lửa và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, động viên giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Ghi nhận tại Hội cựu quân tình nguyện Việt Nam Campuchia, thành phố Hưng Yên, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Từ khi thành lập Hội cựu quân tình nguyện Việt Nam Campuchia thành phố Hưng Yên năm 2016 đến nay, bao giờ cũng vậy, cứ vào những ngày tháng 7 thiêng liêng này, các cựu chiến binh cũng là các cựu quân tình nguyện Campuchia thành phố Hưng Yên lại cùng nhau dâng hoa, thắp hương, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đồng đội đã không tiếc tuổi xuân và xương máu của mình cho độc lập tự do của dân tộc và nước bạn Lào, Campuchia. Cùng với những câu chuyện vui buồn, những kỷ niệm về một thời khói lửa mà họ đã trải qua, Hội cựu quân tình nguyện Campuchia thành phố Hưng Yên còn tổ chức đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hội viên là thương binh, bệnh binh, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các cựu chiến binh này dù không cùng tuổi, không cùng nhập ngũ, không cùng đơn vị, nhưng họ cùng chung chiến hào, chung ý chí chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giúp nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng. Hầu hết, nay tuổi đã cao, người còn, người mất, người mang thương tật trên mình. Trước kia chúng ta trong chiến tranh là mỗi người một đơn vị, mỗi người một chiến trường. Hôm nay trở về địa phương thì tất cả đều là anh em trong một gia đình. Mà chúng tôi cảm thấy rằng anh em đến đây tôi rất cảm động và rất vui. Mà tôi mong là sao anh em đoàn kết, nhất trí, đoàn thường xuyên thăm hỏi nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực. Hội cựu quân tình nguyện Việt Nam Campuchia thành phố Hưng Yên hiện đang có hơn 60 thành viên tham gia. Với sự đoàn kết và tham gia tích cực của các hội viên, chắc chắn sẽ là động lực để hội có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hội, thành lập một cái quỹ để cho hội có một cái vốn để giúp đỡ các đồng chí có khó khăn về kinh tế và cũng phối hợp với các ban đoàn thể khác để tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ.
Những việc làm của Hội Cựu quân tình nguyện Việt Nam Campuchia thành phố Hưng Yên đã thể hiện tình cảm, sự tôn kính với những đồng đội đã hy sinh, đồng thời có ý nghĩa sâu sắc về công tác đền ơn đáp nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 7. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Độ ẩm trung bình ngày từ 86-90%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 3,7 m, mực nước thấp nhất 3,18 m.